Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào quý khách. Tự hào là một trong những cửa hàng mua bán, sửa chữa, bảo hành uy tín chất lượng nhất tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Tọa lạc tại địa chỉ ấp 3, xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Hotline 0337 019191 0974 644 973. Chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm máy móc phục vụ nông nghiệp như máy cưa, máy phát cỏ, máy xịt thuốc, động cơ xăng và các loại phụ tùng thay thế với sản phẩm chất lượng nhất, giá thành tốt nhất, cam kết sẽ làm hài lòng quý khách. Đặc biệt, chúng tôi miễn phí giao hàng toàn quốc. Nông cơ Duy Hải, uy tín tạo nên thương hiệu. Xin trân trọng cảm ơn. Cửa hàng nông cơ Duy Hải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ấp 3 Bảo Lâm Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại 0337 019191, 0974 644 973. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con máy cưa xích, hàng Trung Quốc chất lượng cao, hàng này là KVG750. Đây, quay một vòng cho anh em coi đã. Mình hướng dẫn anh em cách khởi động máy này cho nổ ha. Và đây là lam xích đi theo máy này. Đấy, một lam xích này ha. Màu này rất là ok nha anh em. Con này và con hút Banda CS75 là những con chinh chiến. Con này thì nó ra đời lâu hơn này, có thương hiệu từ xưa nay rồi. Này dòng KVG750 là anh em biết. Nó còn có một đời KVG751, nhưng mà tại vì nó hết hàng rồi. Đó, đang sắp tới về. Hàng đó là nó có trợ lực. Thì khi nào nó về em sẽ đăng cái mẫu lên để cho anh em coi. Rất là hot nha, KV này. Cực chất luôn. Đi theo kèm máy thì có đầy đủ phụ tùng nha anh em. Típ mở buri, rồi nói chung phụ kèm đi càng đầy đủ. Mấy cái típ mở đầu thì có đầy đủ luôn. Nhưng mà bên em sẽ tặng thêm cho anh em một cái buji. Đó. Anh em nào chuyển khoản đủ thì sẽ được miễn phí ship và tặng thêm cho anh em một con nhớt. Đó nhá, đó là hỗ trợ tối đa cho anh em. Đấy, còn giá sản phẩm thì nó là 2,8 triệu đồng cho làm trượt như thế này, xích lớn như thế này ha. Đó. 2,8 triệu, tóm lại là làm trơn trượt này, đầu nó đó là 2,8 triệu. Anh em lấy làm mấy xe thì giá rẻ hơn được 200 ngàn, 2,6 triệu thôi. Nhưng mà tốt hết thêm 200 ngàn thì mới làm trượt ngon hơn rất là nhiều. Đây anh em. Cực kỳ chất luôn. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em cách khởi động này. Anh em kéo e ra, bấm chốt cò ga lên. Khi nào máy nguội khoảng 15-20 phút trở đi, kéo e, bấm chốt. Anh em giật khoảng 2-3 cái nó ho lên tiếng và anh em đẩy vô. Đó, anh em đẩy vô. Anh em đẩy vô mà nó giật 2 cái nữa nó nổ vèo là anh em bóp ga phát nó hồi về bình thường. Và khi máy đã nóng lên rồi thì anh em chỉ cần giật nhẹ là nó nổ thôi. Đó, một cái một là nổ. Và hơn nữa, máy mới như này thì anh em vui lòng phải rô đa máy nhé. Phải rô đa máy, anh em lưu ý là như vậy, phải rô đa máy giùm em nhé. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cách khởi động này. Kéo e ra này, bấm chốt này. Nhớ lưu ý nhớ bật công tắc lên. Đó, hò tiếng, anh em đẩy vô. Giờ nó nóng lên rồi giật nhẹ thôi. Bây giờ em dừng video và lắp ráp xích cho anh em coi ha. Hàng này thì anh em có thể cưa cho gia đình thì thật sự là quá tuyệt vời rồi. Đây em nói thật.
mà này anh em có thể cưa chuyên nghiệp được luôn. À, như cái dòng máy này anh em lấy ngắn nuôi dài là máy này rất là ok, thật sự rất là trâu bò, mà này em gọi là, hay gọi là Kavi huyền thoại đấy. Và mới đây thì có mẫu Fujigawa này đó, đó Fujigawa giống y chang G750, cùng một nhà máy sản xuất nhưng mà thương hiệu khác thôi. Đó, thì nó cũng chất lượng như nhau, giá cả như nhau. Thì tí em sẽ review cái video hai con máy này, thì Fujigawa con trợ lực và con không trợ lực. Còn G750 hay Fujigawa thì nó đều là một nhà máy sản xuất và thật sự chất lượng rất là tốt, mọi người cứ an tâm mà sử dụng. À, lấy cưa chuyên nghiệp thì lấy ngắn nuôi dài, khi nào mà có tiền thì mua máy tốt hẳn đi, xịn luôn sang. Còn trong gia đình thì bao ok, đảm bảo với anh em luôn, bảo hành 6 tháng IC và bình xăng con. À, cam đoan với anh em về chất lượng, không phải suy nghĩ đắn đo gì hết, cứ an tâm xài, đồ đạc thay thế rất là nhiều. À, mà máy xài ngon dễ nổ. À, rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mechanic qua hai đầu số 0337 01 9191, 0974 644 973. Xin chào anh em.